tâm tư hôm nào Chúa đã trao giữa tiệc chia ly. Chúa nói bây giờ lúc con người sắp được tôn vinh, chính Thiên Chúa Cha cũng sẽ được tôn vinh nơi người. Di chúc cho đời Chúa đã truyền một điều răn mới: yêu thương nhau. Các con hãy thương nhau, Alleluia. Trao hiến thân mình trên thập hình phục sinh cứu rỗi phàm nhân. Sẽ là yêu thương muôn người. Đây chính là điều đã đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Yêu thương nhau. Các con hãy thương nhau. Alleluia. Trao hiến thân mình.